Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục ngâm cái rượu làm giàu thêm cái bộ sưu tập của mình ha các bạn. Thì nói chung là mình sẽ sưu tập tất cả loại rượu, thì hôm nay mình sẽ sưu tầm cái rượu mà đặc sản của Tây Nguyên. Thì đó là cái rượu Amacông đó các bạn. Các bạn. À, đây là mấy cái vị thuốc Amacông thì nó trị đau lưng nè, đau lưng hạ thần kinh tọa, gây cột sống, tê nhức xương khớp, mồ hôi tay chân tay, bỏ hẳn trắng dương, cái mang mất ngủ rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ mấy cái vị thuốc ở trong của cái thuốc Amacông này hen các bạn. Thì mình cũng nghe nói nó rất là tốt cho sức khỏe. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cái video để mình làm cái rượu rượu khuất để mình ngâm ha. Thì mình có chuẩn bị đây là cái bình 5 lít rượu trắng nha các bạn, rượu trên 40 độ á. Thì bây giờ mình sẽ cho cái cây hút vô ha, hút vô cái bình để mà mình ngâm ha các bạn. Đó, các bạn à, cái bỏ vô hút đi, hút vô cái bình này để mình ngâm ha. Cái đến là mình sẽ thì bây giờ mình sẽ cho cái bịch còn lại lên vô luôn ha các bạn. Bịch thứ hai ha. Cho nó vô, nó rất là thơm nha các bạn. Mình nghe mùi thơm lắm. Rồi cái mấy cái vị thuốc nữa, táo tàu đó mình sẽ bỏ sau ha, mình chỉ bỏ cái cây đó vô thôi. Ngày lá dâm dương quất với lại cái nấm linh chi vô ha. Thì nói chung mình cái này nè nó bụi lắm nên mình phải bỏ một ít rượu trắng vô mình xúc mình rửa nó ha các bạn, nói chung là làm sạch á. Rồi sau khi mà rửa rửa sạch xong á, thì các bạn sẽ cho mấy vị thuốc còn lại vô ha, như chuối hột nè, chuối hột sâm nè vô ha. Sẽ bỏ táo tàu vô nha các bạn, táo tàu này khi mà mình uống nó ngọt cái gì lắm, chỉ tử rồi nè, bỏ chữ tử vô. Để mình lấy cái kéo mình cắt. Bỏ vô ha các bạn. Cái này làm như nó dính vô đây luôn. Rồi. Cái đó là chuối hột rừng ha các bạn. Đó, bỏ chuối hột rừng vô. Rồi cái đến là mình sẽ cho cái cây cái gì ta, để nó coi thử là hổ phục linh hay kỳ tử, đậu trọng, đại táo, cam hảo. Cam hảo vô, bỏ cái cam hảo vô ha các bạn. Rồi cái đến là cái này không biết cái gì nữa, bỏ vô luôn đi, nó cho mấy gì đó. Cuối cùng là lá dâm dương quất nha các bạn. Rồi okay, bây giờ mình sẽ cho cái rượu trắng vô nha các bạn ngâm. Đó mình sẽ cho hết vô ha các bạn. Đây là cái bình 5 lít đó nha các bạn. Đó cái bình 5 lít để mà ngâm vừa y 5 lít nha. Tại vì
cái bạn này nếu mà cái nồng độ rượu mà nó lỏng hơn ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái bình 10 lít để mà ngâm. Nghe nói là cái này người ta hướng dẫn là ngâm 10 lít rượu, nhưng mà mình muốn cái rượu này nó đậm đặc á các bạn, thì mình sẽ ngâm chỉ 5 lít rượu trắng thôi. Để cho nó cái rượu nó hòa tan á bạn, khi mà ra ra cái chất á nó sẽ đậm đặc. Đó, để mình quay cho các bạn coi nè, nó rất là đẹp ha. Đó, nhưng mà nó chưa ra đâu, nó phải chừng phải tầm 3 4 tháng nó mới hòa tan được cái chất. Hiện tại bây giờ là các bạn sẽ thấy nó sẽ sủi bọt lên ha, để mình quay gần cho các bạn coi ha. Đó, các bạn có thể thấy là ngay cái chỗ mấy cái cây này nè các bạn, nó có cái bọt nè, là hiện tại nó cái bọt nó nổi lên nè các bạn. Để mình lấy gần gần cho các bạn coi nè. Cái bong bóng á các bạn thấy không? Đó, lý do là khi mà cái cây này nè nó khô á, nó không có nước đọng á, thì khi mà mình chế rượu vô thì nó sẽ hút hút lượng rượu này vô trong cái cây ấy các bạn, đặng cho nó hòa hòa tan á, thì nó sẽ nổi bọt bong bóng lên vậy á. Nói chung là cái rượu này thì mình chưa uống nha các bạn. Nói chung là mình chỉ hiện tại mình ngâm cái bình này nè, mình nghe họ quảng cáo dữ lắm, thì bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn coi cái thành phần ở trong tổng á, mà cái từng phần nãy mình mở ra thì các bạn coi ha. Với lại video này mình làm á là để cho anh em nào mà có ý định mình ngâm thì mua giờ ngâm ha, nó cũng không mắc lắm. Cái thuốc a mật công này thì như là bữa hổm 300 mấy, bữa mình làm video mình quên này, 300 mấy á, bao tiền ship luôn á. Còn cái bình này mình mua có 45.000 à, các bạn mua ở chỗ đại lý còn rẻ hơn nữa nha các bạn. Rượu cũng vậy, rượu thì 5 lít, mỗi lít là 40.000, là 200.000 các bạn. Nói chung là bình này chắc cũng phải nếu mà tổng hết thuốc rượu luôn rồi phải 500.000 á. Thì nói chung là mình